Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Xe Máy Hoa Bình Minh, Minh Trong video clip ngày hôm nay thì Trung sẽ gửi đến cho các bạn một cái chương trình khuyến mại nó Cực kỳ là khủng, cực kỳ là ưu đãi trong hè này của Honda Việt Nam nha Thì đầu tiên đó, mình sẽ nói đến về dòng xe Honda Vision Thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 Thì nghĩa là ngày mai, hôm nay video này của mình đang quay vào ngày 14 Thì Honda Vision chính thức có cái chương trình khuyến mại đó chính là Đối với tất cả khách hàng khi mua xe trả góp hoặc trả thẳng thì các bạn sẽ được nhận thêm là một chiếc sạc dự phòng trị giá là một triệu đồng nha đối với bạn nào mà muốn mua xe Vision phiên bản tiêu chuẩn á, thì giá của phiên bản này đang là 31 triệu 400 giá mình báo là đã bao gồm VAT 10 các bạn mua xe về tự đi làm đăng ký tự biển số hoặc có thể nhờ cửa hàng nha 31 triệu 400 đối với phiên bản tiêu chuẩn màu đen màu đen bóng vành trắng đây và phiên bản tiêu chuẩn này thì khác với các phiên bản còn lại là vẫn sử dụng khóa cơ như là khóa chìa các bạn nhé đây bên mình vẫn còn rất là nhiều đôi 4 6 7 8 xe Bất hơn nhiều xe cho các bạn tiếp đến là phiên bản cao cấp thì Vision năm nay phiên bản cao cấp có màu trắng và màu đỏ thì màu trắng và màu đỏ bên mình đang để đồng giá cho các bạn là 33 triệu nhé các bạn ở thành phố thì phí đăng ký khoảng 2 triệu 7 các bạn ở ở huyện đó, thì giá đăng ký chỉ là 1 triệu 500 nghìn mà thôi đối với tất cả các dòng xe Honda Vision các bạn nhé hầu hết thì các giá đăng ký ở thành phố sẽ cao hơn so với giá đăng ký ở huyện đấy hiện tại thì Vision bên cửa hàng bọn mình đang có rất là nhiều các phiên bản Vision Vision màu đỏ này thì nguyên bản của nó sẽ là vành xe màu trắng Còn nếu như bạn nào mà muốn độ lên thêm vành xe màu đen Thì thêm cho bên mình là 1 ,3 triệu 3 nha Các bạn nhớ liên hệ với mình theo số điện thoại là 0965 050 386 Và mình có dùng Zalo số này luôn nha Rồi tiếp đến thì bên mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về Vision phiên bản đặc biệt Màu phi dừng phiên bản đặc biệt này thì có đặc điểm là Vision xanh nhám Nước sơn của nó màu nhám nó được tô thêm một lớp sơn ở bên ngoài nữa Vì thế giá nó xe sẽ đắt hơn với cái phiên bản Vision này thì nguyên bản của chiếc xe sẽ là vành xe màu đen, sơn tĩnh điện màu đen từ giảm sóc cho đến vành xe như này nhá. Giá xe của phiên bản này đang có dao dao động là hơn 34 triệu là các bạn nhận được xe rồi. Còn tiếp đến là Vision phiên bản thể thao thì mình đã có rất nhiều clip nói về Vision phiên bản thể thao này rồi. Thì đây là một dòng xe mà nó hướng đến đối tượng là cả nam và cả nữ. Với yên xe nó sẽ cao hơn từ khoảng 3 đến 5 cm so với các phiên bản còn lại. Thì giá đăng ký của chiếc xe này chưa bao gồm phí đăng ký là 38 triệu hơn 38 triệu nha Là các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi Đối với anh em con trai hoặc các bạn nữ cao từ 1m55 trở lên thì chúng ta sẽ ngồi rất là đẹp Với cái dáng xe Vision phiên bản thể thao đen đỏ này 38 triệu hơn 38 triệu nha Các bạn mua xe trả góp trả trước cho chung từ 8 đến 10 triệu là được rồi Ở phía bên này thì Vision phiên bản thể thao còn có thêm một màu nó cực kỳ là hot trend trong vòng 2 năm qua Chúng ta có Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng. Màu này thì có giá là khoảng 38 triệu 500 chưa bao gồm phí VAT nha các bạn. Và các bạn nên nhớ nha là trong thời điểm này bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 á, thì Honda Vision tiếp tục triển khai cái chương trình khuyến mại là khi mua xe Vision các bạn sẽ được tặng là một chiếc điện thoại sạc dự phòng 20.000 mAh. 20.000 mAh nha và giá thị trường trên mạng đang là 1 triệu đồng. Còn nếu mà không lấy sạc dự phòng thì sẽ lấy một phiếu mua hàng của Puma trị giá 1 triệu đồng. Đấy các bạn nhìn này, màu xám xi măng này thì, tôi nói thật là anh em con trai mà ngồi lên thì thôi rồi luôn. Người người mê mà chị em cũng đều mê luôn. Cái dáng xe Vision phiên bản thể thao này mình thấy nó cực kỳ đột là best luôn. Thời điểm này thì Vision và SHI đang có là hai chiếc xe đang có màu xám xi măng như này nhá rất là đẹp. 38 triệu 500 anh em trả trước cho mình nha mình sẽ làm thêm một dòng xe nữa đó chính là Honda Lead ở thời điểm này thì với Honda Lead ấy, nó có một cái sự khác biệt hơn so với Vision đó là động cơ nó sử dụng là 125 và cốp xe thì nó cũng sẽ rộng hơn với Honda Vision chiếc xe Honda Lead này cũng sẽ rất phù hợp với các chị em phụ nữ nội trợ với cái cốp to và hệ thống SP cộng 4 van ở thời điểm này nhá Lead thì sẽ khác biệt hơn nó sẽ chênh lệch với Honda Vision khoảng từ 8 đến 10 triệu thì các bạn cứ nhìn này Honda Lead năm nay có 3 phiên bản thì chúng ta đang có Honda Lead phiên bản màu trắng đen hay là còn gọi là phiên bản tiêu chuẩn thì đang có giá là 37 triệu 800 trả góp anh em trả trước cho mình khoảng 10 triệu là mua xe trả góp Honda Lead được rồi nhá Honda Lead thì các bạn nhớ này ngoài cái chương trình khuyến mại của hãng ra thì các bạn sẽ được tham gia chương trình là quay số trúng thưởng trên app My Honda và nếu như may mắn các bạn sẽ được trúng thêm là một chiếc xe Honda Vision hoặc là một chiếc xe Wenfa tiếp đến thì Honda Lead còn có hai phiên bản đặc biệt hai màu này là màu xám xi măng màu bạc nhám đi hay chúng ta gọi là một bạc nhám và màu đen nhám thì hai phiên bản này đang đồng giá cho các bạn là 42 triệu 500 giá đã bao gồm phí VAT 10 phần các bạn mua xe về đi đóng thuế 5 phần biển thành phố hoặc là 2 phần biển huyện nha rất là nhiều các phiên bản thì Honda Elite này nó sẽ phục vụ cho các bạn nữ mà muốn một cái cốp đồ to hơn rộng hơn lít còn có hai phiên bản cao cấp nữa là màu đỏ và màu xanh thì khác với các phiên bản còn lại thì lít này màu xanh sẽ rẻ hơn lít màu đỏ có lẽ là do thị yếu cung cung cầu thị trường nên hãng người ta để giá nó chênh lệch nhau lít màu xanh này giá 40 triệu 300 còn lít màu đỏ này giá 41 triệu nguyên xe nha 41 triệu nguyên xe các bạn có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với chung theo số điện thoại là 0965 050 386 và mình có dùng Zalo số này luôn đấy với các phiên bản cao cấp thì khác biệt một chút xíu là yên xe nó sẽ sử dụng là màu nâu còn các phiên bản tiêu chuẩn hay là đặc biệt kìa thì yên xe nó sẽ là màu đen như thế kia nha các bạn còn rất nhiều các bạn hay hỏi mình là thời điểm này thì giá xe nó đã rẻ chứ hay chưa hay đợi đến cuối năm giá xe nó rẻ hơn thì mua thì tôi nói thật các bạn nếu như ai đã mua xe ở thời điểm này của năm ngoái ấy, thì giá xe Honda Vision có lúc nó lên 60 triệu Honda Lead cũng có lúc lên đến 50 triệu ở thời điểm này giá xe nó cực kỳ là tốt rồi đây mình giới thiệu cho các bạn thêm về dòng xe Wayanfa nha Vision Elite Wayanfa bên cửa hàng mình rất là nhiều Wayanfa thời điểm hiện tại đang có giá từ 18 triệu 500 cho đến 19 triệu 500 tùy màu nhá nguyên pha nó có bốn màu là đỏ xanh trắng và đen nhám thì đối với tất cả các bạn khi mua xe nguyên pha trả góp hoặc trả thắng thì đều có cơ hội là được tặng cho mình thêm là một chiếc thẻ điện thoại trị giá là 500 nghìn một thẻ điện thoại 500 nghìn của các nhà mạng Vina Viettel Mobifone các bạn tùy lựa chọn nha mua xe trả góp hoặc trả thẳng đều được tặng thẻ điện thoại vì thế các bạn có đi mua xe ở các cửa hàng tổng hợp đi hay đi mua xe ở cửa hàng tư nhân các bạn nhớ đòi hỏi quyền lợi cho mình là một chiếc thẻ điện thoại Vinaphone Viettel hoặc Mobi trị giá 500.000 đồng nha